Xin chào anh chị nha. Em tên An, em đến từ kênh YouTube Nhà Đất Bến Tre Giá Rẻ anh chị ơi. Hôm nay em gửi tới anh chị một miếng đất có diện tích là 642m2 gần với khu công nghiệp An Hiệp nha. Cách khu công nghiệp An Hiệp là chỉ có 200m thôi. 642m2. À, miếng đất tuyệt vời hôm nay em gửi tới anh chị đây. À, rất là đẹp ha anh chị. Với chiều ngang á là từ đây. Mình ngang qua tới cái bảng này là 9m nha. Tới cái bảng nè. À, chiều dài thẳng mút dưới là hơn 71m. Trên đất thì sạch sẽ cao ráo nè. Chút nữa em sẽ mời anh chị mình vào trong để mình xem chi tiết rõ hơn nha. Mình có sẵn 100m thổ cư. À, trên sổ mình á hiển thị con đường này nè. À, đường này có chiều ngang rộng từ đường này là đường nông thôn mới nha anh chị. À, có chiều rộng là 3m rưỡi 4m lận. Hướng này mình đi thông ra ngoài cầu Hàm Luông. Xin lỗi anh chị, sông Hàm Luông. Sông Hàm Luông. Đường này mình đi ra ngoài chợ Thành Triệu, cầu Thành Triệu đều được luôn á. Nói chung là đường thông nha. Đối diện mình có dãy nhà trọ nè. À, quay qua đây hướng là hướng chính đông, hướng chính đông. Còn hướng này mình đi khoảng 100m là tới quốc lộ 57C. Hai bên đường dân cư rất là đông ha anh chị. Còn cái đường điện thì nằm bên đây bên đây đường. À, rất là tuyệt vời ha. 200m ngay đầu đường anh chị vào phải á, 200m là tới được khu công nghiệp An Hiệp. Mình đi vào ngay trung tâm thành phố Bến Tre là khoảng 7-8 cây nha, 7-8 cây số. Còn từ bến xe miền Tây mình chị về đây á là khoảng 75-80 cây số nha. Ngay đầu đường anh chị vào trái là mình xuống tới chợ gì, cầu Thành Triệu ta, chợ Thành Triệu thì chợ Tiên Thủy mút dưới không à, chợ Thành Triệu ngay cầu Thành Triệu anh chị. Rồi em mời anh chị mình vào trong để mình xem chi tiết miếng đất ngày hôm nay nha. Mình có sẵn 100m thổ cư nè, đường ô tô nè, gần với khu công nghiệp An Hiệp nên mình về đây mình có thể mua để mình xây nhà trọ anh chị, nhà trọ nè, nhà nghỉ nè, hoặc làm nhà vườn, hoặc làm quán ăn sân vườn. À, đường thì ô tô chạy thoải mái luôn rồi. Trên đất hiện tại đang trồng cái này chuối nha, chuối này chuối chuối sáp phải không ta? Sáp. Còn bên đây hàng xóm mình nè. Đây hàng xóm mình trồng bưởi. Đất thì cao ráo, sạch sẽ, ngon lành ha anh chị. Địa chỉ của đất mình là thuộc xã Tiên Thủy nha. Xã Tiên Thủy, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Gần với khu công nghiệp An Hiệp là chỉ có 200m thôi. Còn chuối không? Chuối sáp. Chuối sáp, chuối sim. Xả nè. À. À, giờ múc sau phía sau mình có hàng rào nè, nên ranh giới đều rõ ràng hết đây. Đất thì đẹp ha. Cất nhà trọ là mình cất hai dãy rồi ngon lành này. 642m2 anh chị, có sẵn 100m thổ cư nữa, đường ô tô. À, gần với khu công nghiệp An Hiệp nữa. Đây. Chiều ngang chính chiều dài 41 là tới 71 chứ anh chị. Tới đây nè, phía sau mình có trụ ranh nè. Thì hàng rào rõ ràng hết đây. Ở bên đây hàng xóm mình trồng bưởi nè. Phía sau đất sạch sẽ, cao ráo, không có mộ nha. Không có mộ. Bây giờ em đi quay là buổi chiều anh chị, nên nắng chiều ở phía sau đất của mình nè. Nên mà khi mình xây nhà trọ đó, hoặc là mình làm nhà vườn, nhà để ở á, hướng đông thì nhiều anh chị mình chuộng lắm. Hợp với nhiều người. Dạ. Đây dưới đất anh chị nhìn lên ha, rất là đẹp luôn. Đa số là trên đất thì trồng chuối không à, mặt bằng ngon lành ha anh chị. Đó, ngang chính chiều dài là hơn 71m, có sẵn 100m thổ cư. Hướng quay qua đó là hướng chính đông luôn. Trên sổ hiển thị con hẻm nè. À, con hẻm là con đường bê tông đó đó. Nói chung là sổ hiển thị đường đi rõ ràng hết đây. Kế bên hàng xóm mình nha. Ngon chứ ha. Này nhìn ra hình thù hình dáng nhìn ra ngon lành. Đường ô tô này 16 chỗ vô luôn. Hơn.
coi vậy chứ nên cất cái hàng rào lên, xây hàng rào xung quanh á, là cái miếng đất nó mình nó rộng thênh thang luôn á. Dạ rồi, để em lấy sổ cho anh chị mình coi nha. À, sổ của mình nha anh chị để em chút nha. Vậy đây là sổ mình nha anh chị ơi. Thửa đất số nè 473, tờ bản đồ số 8 nha. Địa chỉ là xã Tiên Thủy, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Diện tích á, là 642,4 m², hình thức là sử dụng riêng ha, mục đích sử dụng là đất ở từ nông thôn 100 m, còn lại đất trồng cây lâu năm 542,4 m². Đất ở tại nông thôn thì mình sử dụng lâu dài ha anh chị, đất cây lâu năm sử dụng đến ngày 17 tháng 12 năm 2041, nếu hết hạn mình lên phòng tài nguyên môi trường mình xin đơn mình gia hạn nha. Còn bên đây sơ đồ sổ mình nè, đất của mình là hướng chính đông luôn á, hướng chính đông, trên sổ hiển thị con đường luôn ha. À, với chiều ngang là 9, chiều dài một bên là 71.80, một bên 71.11, hậu cũng là 9 m luôn. Rất là đẹp cho miếng đất ha. Trên sơ đồ, trên sổ thì đẹp, ở thực tế còn đẹp hơn nữa ha anh chị. À, gần với khu công nghiệp An Hiệp là chỉ có 200 m thôi. Đường thì xe 16 chỗ mình chạy thoải mái luôn rồi. Cách quốc lộ 57C là 100 m nha. Tiện ích thì xung quanh có chợ nè, có trường học, có ủy ban nè ha. Chỉ có tầm khoảng một cây số đổ lại là mình chỉ hưởng thụ được các tiện ích đó nha anh chị. Giá đến chị mình sở hữu á, là 1 tỷ 800 triệu. 1 tỷ 800 triệu nha anh chị. 1 tỷ 800 triệu nha. Hiện tại là mình có sổ sẵn tại nhà, giấy tờ hợp lệ mua bán chính chủ nha. Đất sạch sẽ như anh chị thấy ha, không có tranh chấp gì hết. À, không có vướng quy hoạch luôn nha. 1 tỷ 800 triệu nha anh chị. Giá này mình còn có thể thương lượng được. Đối diện với dãy nhà trọ nè, dãy nhà trọ này là 919. Chỗ này cho thuê nhà trọ thì cũng trung bình là cũng khoảng 700-800 ngàn một phòng rồi. À, rồi bây giờ em sẽ chạy từ đây ra ngoài cho anh chị mình coi ha. Đây đường dây điện nằm bên đây ha. Đất của mình thì ngon lành ha anh chị, không có nằm dướng đường dây điện hết. Đường này thì tối mình có đèn đường luôn. Hai bên đường anh chị thấy dân cư thì hẹn ngủ hết rồi. Đây trụ sở ấp nè, Tiên Nông Vàm, xã Tiên Thủy, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre nha. Quốc lộ 57C nha anh chị. Ở 57C hướng này là mình tới chợ nè. Chợ, trường học, ủy ban, nhà thờ, tòa thánh, cao đài Tiên Thiên rồi á. Đi thẳng xuống cái phà Tân Phú rồi á anh chị. Ở đây có bán rau củ quả, trái cây rồi ha. Minh Đức nè.
là khu công nghiệp An Hiệp nha anh chị. Dòng khu công nghiệp An Hiệp thì rất là sung túc luôn ha. Trong đây là đường những khu công nghiệp nè. Đây cây xăng đều đầy đủ tiện ích ha, nhà thuốc Minh Phúc nè. Đây có chùa nè, thì ngay chỗ góc cầu á, cầu An Hiệp đó, đó là chợ. Vô bên kia chợ một chút là mình sẽ có cái nhà thờ. Dạ rồi, em cũng xin dừng video tại đây nha. Chân thành cảm ơn chị mình đã xem đến cuối video. Chúc mọi người có thật là nhiều sức khỏe ha. Bye bye mọi người.